Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta vẫn sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là Hùng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ nhìn lại cái kịch bản về thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view lại tất cả các danh mục, các mã cổ phiếu rất là cơ bản của thị trường. Đó là các cái nhóm trụ, cổ phiếu trụ đúng không ạ? Các cái nhóm ngành, ví dụ nhóm banh, chứng khoán, thép, cao su, vân vân. Đấy là những cái nhóm ngành rất là gọi là cơ bản. Và phần cuối thì chúng ta sẽ có một vài cái phân tích đánh giá về xu hướng thị trường của trong cái tuần giao dịch thứ 3 nhỉ? Thứ 3, tuần thứ 3. Rồi đến tuần thứ 4 là tuần sẽ kết thúc tháng 9 của chúng ta. Thì kết thúc bản tin tuần thì Hùng đã ra bản tin video số 172, trong đó có phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9. Trong đó có đánh giá các cái khả năng có thể dự test của VN30 và phái sinh ở ngưỡng 1440. VN30 ở 1335 và động lực mà để giúp cho thị trường có thể hồi phục và có thể bứt phá được trong cái tuần giao dịch vừa qua, nó phụ thuộc rất lớn đến nhóm trụ và nhóm banh. Cùng với đó thì chúng ta cũng có một cái bản tin rất là ngắn gọn để nêu lại bốn cái ý rất là cơ bản trên thị trường chứng khoán Việt Nam đó trong cái tuần giao dịch ngày 13 đến ngày 17 tháng 9. Cái thứ nhất đó là về các cái dạng cổ phiếu, mẫu hình của các dạng cổ phiếu thì đến tại thời điểm này thì các anh chị em của chúng ta cũng đã nắm được là thị trường của chúng ta đã phân hóa rất là mạnh. Chính vì cái sự phân hóa rất là mạnh thì ngoài cái câu chuyện là chúng ta chia các cái nhóm ngành, ví dụ nhóm banh, nhóm chứng khoán, rồi nhóm trụ vân vân, thì chúng ta sẽ nhóm lại bốn cái dạng mẫu hình cổ phiếu cơ bản. Đó, cái dạng thứ nhất đó là cái dạng mà cổ phiếu đã break nền và đang đi và nó đã đi rất là mạnh. Hùng lấy ví dụ như các anh chị có thể xem lại cổ phiếu CSV, DGC, đó, rồi VNA chẳng hạn như vậy. Đó, tức là những cái mã cổ phiếu mà nó đã vượt hẳn lên trên những cái vùng kháng cự cuối cùng và nó tiếp tục nó đi. Đó, thì cái dạng cổ phiếu đấy là cái dạng thứ nhất, nó chúng ta tiếp tục nắm giữ. Cái dạng cổ phiếu thứ hai, đó là cái dạng cổ phiếu gọi là cái dạng cổ phiếu mà đang đã break xong và nó đang test lại các cái kháng cự ngắn. Thì đơn cử như các anh chị có thể xem lại PVT hoặc là PET, đó, một số các cái mã cổ phiếu ví dụ như là LCG chẳng hạn, đó, ví dụ như vậy, thì nó đã break cái vùng kháng cự và nó đang quay lại, nó test lại. Hoặc là như TNG chẳng hạn, đấy, thì đấy là những cái mẫu hình thuộc dạng thứ hai, đó là cái dạng mà đã break và đang quay lại test. Vậy thì cái nhiệm vụ của chúng ta, nếu chúng ta đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu đó, thì chúng ta phải kiểm tra xem như vậy ông test có thành công hay không, những cái điểm test, những cái điểm break kỹ thuật, và khi test thành công rồi đó, thì chúng ta sẽ canh mua như thế nào. Đó thì cái dạng thứ hai. Đó, cái dạng thứ ba đó là cái dạng mà đang hồi phục từ dưới đáy, hồi phục lên và ngấp nghé kháng cự, tức là nó đã có một cái kháng cự ngắn ở trước đó và nó đang hồi phục lại, tức là nó bị một cái nhịp đạp vừa qua và nó đang hồi phục lại cái vùng kháng cự gần. Vậy thì cái nhóm cổ phiếu này thì chúng ta phải làm gì? Đó thì chúng ta phải quan sát xem là đến cái kháng cự đó thì cổ phiếu có vượt thoát được hay không. Nếu trường hợp cổ phiếu quay đầu thì chúng ta sẽ phải làm gì? Ok, chúng ta phải chốt bớt, đúng không ạ? Đó thì cái dạng thứ ba là cái dạng như vậy. Thì cái dạng đó nó có thể kể đến tí nữa, thì lồng ghép vào trong cái phân tích thì ông sẽ chỉ cho các anh chị đấy là cái cổ phiếu này nó đang thuộc cái dạng nào. Đó, ví dụ VGT chẳng hạn, hoặc là ASM, đó, một số các cái mã cổ phiếu mà nó bị đạp và nó hồi phục quay trở lại cái vùng kháng cự cũ thì chúng ta phải làm gì? Đó, thì cái dạng này là phải đặc biệt quan sát. Và cái dạng cuối cùng mà Hùng Lê thấy rằng là chúng ta đang còn điểm mua và đang có điểm mua, đó là dạng cổ phiếu đã bị đạp trong thời gian vừa qua và nó đang hình thành một cái nền tảng tích lũy tốt. Đó, thì hình thành một cái nền tảng tích lũy tốt thì nó mới có điểm mua. Chứ còn những cái mã cổ phiếu mà nó đã view, nó bay lên tận trên mây xanh rồi thì chúng ta đua theo nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì những cái dạng cổ phiếu đó nó nằm lại ở nhóm banh hoặc là một số các cái mã cổ phiếu trụ, ví dụ Vinamilk. Đó, hoặc là một số các cái mã nữa thì tí nữa vào bản tin thì chúng ta sẽ đi phân tích. Như vậy là chúng ta phân thành bốn cái dạng cổ phiếu căn bản trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại thời điểm hiện tại, và bốn cái mẫu hình đó, bốn cái dạng đó thì mỗi một cái dạng thì nó sẽ có một cái phương án để chúng ta xử lý ở trong cái thời điểm hiện tại khác nhau.
Đó, rồi, ok. Ở phần thứ hai thì cũng như thường lệ là 15 phút cuối của bản tin. Thì chúng ta có phân tích một số các cái điểm mà ví dụ kịch bản tuần. Thì đương nhiên những cái kịch bản tuần đó thì chúng ta phân tích dựa trên một số các cái đặc điểm về nhóm ngành để chúng ta có thể dự báo rằng à thị trường có thể test về đâu. Đó thì đối với chỉ số index thì cũng có dự kiến một cái biên test tuần ở vùng 1.335 điểm. Và sâu hơn thì có thể tính toán vùng 1.320. Tuy nhiên thì ở chúng ta ở trên cái con đường đi xuống vùng 1.335 thì chúng ta đã có những cái điểm phân tích gọi là phân tích nháp. Ở trong cái phiên giao dịch thứ hai thì index nó sẽ test ở những cái điểm nào, vân vân vân, thì các anh chị có thể xem lại 15 phút cuối của bản tin. Nhưng cái trên cái tổng kết tuần thì cũng có tính toán lại để chúng ta à tức là index có thể về đâu bao nhiêu. Đó, còn đối với chỉ số phái sinh và VN30 thì có thể quay về test ở biên 1.440 điểm. Và nếu cái mốc 1.440 điểm này bị phá vỡ thì có thể sẽ phải tính toán mốc ở quanh 1.430. Thì đấy là cái kịch bản tuần đối với các ngưỡng hỗ trợ. Và các ngưỡng kháng cự thì chúng ta tiếp tục có index có vùng kháng cự 1.350 đến 1.355. Tí nữa chúng ta sẽ xem lại và sau đó thì có thể tính toán về vùng kháng cự 1.370. Đối với chỉ số phái sinh và VN30 thì tiếp tục ở vùng 1.455 điểm, đó là vùng kháng cự tuần và chúng ta phải rất lưu ý đến vùng kháng cự đó. Và nếu như cái vùng đó mà break được với sự đồng thuận của nhóm trụ, nhóm banh, nhóm chứng khoán và nhóm P thì chúng ta sẽ tính toán ở một cái ngưỡng 1.465 đến 1.470 và tùy vào tình hình thực tế. Và một cái ý nữa, Mồng cũng có nhấn mạnh ở trên bản tin tuần đó là lăng kính kỹ thuật qua chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones F thì phần cuối của bản tin thì cũng sẽ nói kỹ hơn về góc độ quan sát của cái này. Bởi vì đây cũng là một cái yếu tố tạo lập rất quan trọng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Đó, và Mồng đã lấy các cái ví dụ rất là cụ thể ở đây. Thì phần cuối của bản tin thì chúng ta cũng có thể sẽ phân tích sâu hơn một chút đó về về cái về 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 cái ý đó, về cái ý là chỉ số Dow Jones. Thì đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, chúng ta sẽ nhìn qua đối với chỉ số index trong tuần thì nó đã test lại vùng 1.335. Trong những cái bản tin phân tích cuối 15 phút cuối thì chúng ta đã có nói đến cái vùng này và cái vùng dự test sâu hơn, nếu như cái trường hợp mà những cái vùng test ở trên này nó bị thất bại thì thị trường của chúng ta dự test ở vùng 1.335. Đây các anh chị, trong tuần thì điểm sâu nhất test 1.335, trong cái phiên giao dịch của ngày thứ ba nối tiếp sang ngày thứ tư thì thị trường đã có một cái điểm test kỹ thuật ở đây và sau đó thì đây chính là cái điểm test sâu nhất chứ nó không về đến 1.330 đó, và nó về đến cái điểm này, đó là điểm test sâu nhất. Và sau đó thì phiên này chính là một phiên kéo trụ của thị trường các anh chị, và những cái trụ nào đã góp phần nên trong cái phiên giao dịch của ngày 15 thì các anh chị có thể xem lại. Cùng với đó thì chúng ta vẫn tiếp tục nói đến cái vùng kháng cự của index tuần, đó là vùng 1.350 đến vùng 1.355 điểm ở đây các anh chị. Đó, vậy thì chúng ta nhìn thấy trong tuần index tiếp tục một lần công, hai lần công, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần. Vâng, các anh chị, 6 lần công vùng kháng cự 1.350. Đó, thì chỉ có chúng ta tạm cho đây chỉ có hai lần là nó công thủng được 1.350, nhưng cái kháng cự tuần 1.355 đây các anh chị vẫn không thể công nổi trong phiên giao dịch của ngày hôm nay, mặc dù rất là tích cực rồi, nhưng cái vùng 1.335 khi lên đến đây thì index của chúng ta tiếp tục giằng co ở trạng thái rất là giằng co. Như vậy thì chúng ta đã có một góc nhìn rất tổng thể về chỉ số index của tuần, đúng không ạ? Đó là gì? Hỗ trợ ở 1.335 đến 1.330. Ok, kháng cự, chúng ta có vùng kháng cự 1.350 đến 1.355. Đấy là cái kịch bản tuần chúng ta đã đưa ra cho một tuần giao dịch. Và gần như chúng ta soi lại thì chúng ta thấy là, à, kịch bản của chúng ta đưa ra khá hay, khá là sát theo quan điểm của mình như vậy. Còn đối với chỉ số VN30 các anh chị, VN30 và phái sinh, đây, ok, chúng ta có kháng cự tuần đó là vùng 1.455 điểm, thì đây là một lần, hai lần, ba lần, 4 lần và 5 lần. Đó, 5 lần công về cái vùng kháng cự tuần 1.455. Ở nôm na chính xác là thị trường của chúng ta đóng cửa 1.455,59 điểm, nếu như chúng ta nói rằng kháng cự tuần. Đó, thì cái điểm số chúng ta phân tích nó chỉ lệch có 0,59 điểm đối với chỉ số VN30 trên kháng cự tuần thôi.
Đó, bởi vì là nó đóng cửa gần đúng cái điểm này, đúng không ạ? Và đối với điểm hỗ trợ tuần, đúng không ạ? Thì chúng ta có hai cái điểm phân tích. Các anh chị có thể xem lại video, hình như là cũng có phân tích ở một cái ngưỡng test 443 đến 445, và cái ngưỡng này mà không đạt được á, thì chúng ta có tính toán, các anh chị, chúng ta có tính toán ở vùng 1440 và sâu hơn đó là vùng 133 1430, thì trên thực tế là ở VN30 của chúng ta có một cái điểm test sâu nhất ở vùng 1432 1432, và sau đó thì như nào các anh chị, sau đó thì một cây nến long lên đây và nó test lại cung đó. Phân tích kỹ thuật nó dễ lắm các anh chị, trong phiên nó dễ lắm, sau khi nó bung lên xong và nó test lại đây, và đây là điểm test kỹ thuật thành công. Điểm test kỹ thuật thành công xong thì nó lại quay lại break cái vùng 1440. Trước đây nó là hỗ trợ thì bây giờ nó trở thành cái vùng kháng cự, và đây các anh chị nhìn thấy này. Đó, có gì đâu. Đó, này các anh chị nhìn thấy chưa? Khi gặp 1440 bao giờ nó cũng lắc một cái rồi nó mới nhảy lên. Đó thì đấy là cái cách thức vận động của thị trường. Không phải bây giờ nó lên như thế này thì Hùng mới phân tích đâu. Nó còn đã có những cái góc nhìn rất là chi tiết trực quan cho các anh chị ở trên đồng hành ở trên team Zalo. Còn đối với chỉ số phái sinh thì trong tuần vừa qua đó là tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh. Thì về phái sinh thì cũng đã có phân tích một cái điểm test ngắn thứ nhất ở đây. Đó là ở khoảng quanh vùng cũng cũng như vậy, nói chung là phái sinh và VN30 ở 443 và 445. Điểm test này thất bại thì chúng ta có vùng 1440 ở đây này, phiên ngày thứ hai là nó test 1440 xong nó kéo lên này. Phiên ngày thứ ba thì nó bị thất bại ở vùng 1440 nên là nó quay về vùng 1335 à, 1435. Trong cái dự báo chúng ta có thể tính toán đối với chỉ số của phái sinh đó là chúng ta tính toán là 1430 sau khi mà gãy, và còn trên thực tế thì chỉ số VN30 thì về đến 1432, còn chỉ số của phái sinh thì về đến 1435, và sau khi nó về đến đây thì nó đã hình thành một cái lực long kỹ thuật ở đây. Đó, và trong cái phiên này thì cũng đã đi một cái lệnh long lên đến vùng kháng cự 1450. Ok, như vậy là tuần vừa qua thì chúng ta cũng rồi kháng cự tuần của phái sinh chúng ta lấy ở vùng 1455, và các anh chị có thể thấy rằng là đến 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 phiên hôm nay thì nó đóng cửa, phái sinh đóng cửa 1456,8 điểm, tức là nó lệch cái kháng cự này một tí. Đây kháng cự tuần của nó 1455 đây, 1455. Đó thì như vậy là cũng suýt soát đóng cửa ở gần suýt cái kháng cự tuần. Đó thì cơ bản tuần vừa qua như vậy. Đó, ổn đồng view lại. Rồi, phần thứ hai chúng ta sẽ điểm qua nhanh rất tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục theo dõi trong thời gian vừa qua, và phần cuối thì chúng ta sẽ đi phân tích một vài ý để chúng ta có thể nhận định cái xu hướng thị trường. Đối với VIX như thế này thì xấu rồi các anh chị, xấu rồi, VIX xấu rồi. VIX đã sau khi mà nó có một nhịp tăng ở đây thì cũng có phân tích dự báo về vùng 90, và trong tuần vừa qua thì điểm test này nó bị thất bại. Trên thực tế thì cái thất bại này thì nó cũng hơi bất thường, bởi vì có một cái lực bán của VIX tương đối mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua, nó bán lực bán của nhà đầu tư nước ngoài, nó đẩy khoảng hơn 16-17 triệu cổ phiếu của VIX. Chính vậy và trong phiên ngày hôm nay thì nó đã không 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 bật lại được, và với xu hướng này thì khả năng cao là sẽ đi về vùng 82 năm. Ở Vinhome thì đến thời điểm hiện tại là nó đang nằm ở ngấp nghé cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đó là vùng 80 đến vùng 81.5. Cái biên này thì khả năng tuần tới chúng ta cần phải quan sát thêm. Trong trường hợp nếu như Vinhome bị phá vùng 80 thì nó cũng có một cái kịch bản hoàn toàn tương tự như đối với VIX, anh chị chú ý. Ở VRE trong tuần vừa qua thì đã có một nhịp kéo tương đối là tốt, và nhịp kéo này thì đưa cổ phiếu về lại kháng cự vùng 295 đến vùng 30, và phiên này thì đang bị một phiên chốt rồi. Chúng ta sẽ chờ thêm phiên tín hiệu kỹ thuật của phiên ngày thứ hai tuần tới để chúng ta có thêm đánh giá về em này. Sapeco đã có một cái vai trò kéo điểm số rất là tốt trong 2 tuần giao dịch vừa qua, khi nó hồi phục từ cái vùng phân tích ở đây, đó là vùng đáy vùng 140, và đến thời điểm hiện tại trong tuần nó đã lên vùng 165. Ngắn hạn thì cổ phiếu này có thể quay trở lại test lại vùng 156.5 ở đây. Vùng này mà không gãy thì Sapeco có thể kéo về lên tiếp cái target tiếp theo ở vùng 175, nhưng khả năng là sẽ kéo tiếp
về điểm số, tuần tới thì sẽ là một tuần mà theo quan điểm của ông Lê thì nó sẽ là một tuần tạo lập về điểm số. Đối với Vinamilk, Vinamilk thì ngay từ đầu tuần thì cũng đã có một cái phân tích rất là chi tiết về hệ sinh thái của Vinamilk. Thì hệ sinh thái của Vinamilk chúng ta có những mã cổ phiếu cơ bản. Đó, đầu tiên đó là Vinamilk. Thì bây giờ là cũng đã nhìn thấy cái biên 84.5 đến biên 86. Đây là cái biên mà rất là tốt rồi. Và chúng ta có thể bắt đầu gom vị thế phiên ngày 13 tháng 9, tức là sau phiên giao dịch của ngày thứ hai. Thì đối với Vinamilk ở thời điểm hiện tại, các anh chị có thể nhìn thấy đây, vùng 85 đến vùng 86 này, đây là cái biên nó tạo này, và đây nó có vùng 84.5, và biên sâu nhất của nó có thể tính toán là vùng 84. Tức là nôm na ở thời điểm hiện tại, trong những cái biên test kỹ thuật của nó ở đây thì chúng ta có thể gom. Phiên ngày hôm nay là một phiên mà quỹ cơ cấu, chính vậy nên là cái cây nến này thì nó sẽ không được tính, nhưng về mặt xu hướng, về mặt chiến lược thì Vinamilk ở giai đoạn này là được rồi. GTN thì nó đã quá quen thuộc với tất cả anh chị em của chúng ta rồi, đã phân tích, bắt đầu phân tích từ vùng kỹ thuật của nó ở đây, đó là vùng 16.5, vùng 17, vùng kháng cự đang phân tích ở đây đó, vùng 19.5 đến vùng 20. Tuần vừa qua thì GTN đã break lại vùng 19.5, vùng 20 ở đây tương đối là tốt, và hơi tiếc nuối một tí trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó bị nó không 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 trụ lại được ở một cái điểm số cao nhất. Tuy nhiên nếu mà nhìn trên góc độ kỹ thuật thì đây cũng là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt của GTN rồi các anh chị, và nắn nót một chút nữa thôi, và khả năng thì tuần tới là GTN sẽ kéo. Nên là các tài khoản mà chúng ta đã gom được ở những vùng thấp ở dưới này thì tuần tới các anh chị đặc biệt lưu ý cho vùng 19.5, vùng 20, chúng ta có thể nếu như thị trường test chúng ta có thể cân thêm, bởi vì nhìn xu hướng là ngon rồi. Hệ sinh thái của Vinamilk chúng ta còn có MCM. Thì cái MCM này cũng đã được phân tích trong cái bản tin đầu tuần đó, với một cái kỳ vọng như thế nào, đó là chúng ta thấy rằng MCM thì nó mới lên sàn, chính vậy nên là cái gọi là dữ liệu để chúng ta phân tích nó hơi hơi thiếu. Tuy nhiên đoạn này thì cũng có thể ăn được rồi, và đã khuyến nghị anh em chiến đấu. Mục tiêu khả năng thì nhịp này sẽ lên khoảng vùng 64 đến khoảng vùng 65. VLC thì chúng ta sẽ quan sát thêm, nhìn thế này là cũng chuẩn bị kéo ở đây, ít nhất là sẽ kéo về vùng 37 đến khoảng vùng 38. Nhịp này thì hệ sinh thái của Vinamilk khả năng sẽ hút tiền. Phân tích hệ sinh thái của Mansan gồm có MSN. MSN trong tuần thì cổ phiếu này đã đạt target 150. Xu hướng này thì khả năng thôi các anh chị, tức là nó sẽ quay về test lại cái vùng 140. 140 đến khoảng trăm mấy đây này, cái vùng bé bé này này. Nếu mà nó test ở đầu ngọn nến cũng được, 140 đến khoảng 143. 143. Ok, nó sẽ quay lại, nó test lại kỹ thuật ở đây. Xu hướng của MSN thì hiện tại nhìn tương đối là đẹp, và chúng ta vẫn đang xây dựng một sóng lên. Sau khi cái điểm test kỹ thuật này thành công thì cũng sẽ có phân tích thêm cái câu chuyện là nó có break được cái target ở 150 hay không. Còn đến thời điểm này thì vẫn đang giữ ở 150 và chưa xây dựng target mới của Mansan. MML tuyệt vời không các anh chị? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Và mã cổ phiếu này thì liên tục được Hùng nhấn mạnh, đó là mã cổ phiếu các anh chị có thể cầm dài. Sau khi nó đánh break vùng 80 thì dòng tiền đang bắt khá là tốt, và đối với em này thì chúng ta nên nhìn ở trên một cái kênh trang kỹ thuật nến tuần. Chính vì cái trang kỹ thuật nến tuần nên chúng ta đã có những cái điểm phân tích từ tận vùng ở thấp sâu sâu ở dưới này, từ vùng 43 đến vùng 44, và chúng ta phân tích đến tại thời điểm hiện tại là cổ phiếu này đã đạt target 80 trên 80 và nó đang có xu hướng hướng về vùng giá mục tiêu tiếp theo, khả năng là cổ phiếu này sẽ chạm mệnh 100 thôi. Đó, hệ sinh thái của đang tương đối tốt. Của Mansan tương đối tốt. Mà MSR thì thôi, đoạn này thì ai có hàng thì chúng ta sẽ chốt, và chúng ta sẽ mục tiêu là chúng ta sẽ chốt đủ khoảng 60% hàng ở cái vùng 23 24, tức là cái nôm na là đến cái vùng đây này. Đến cái vùng 23.5 đến khoảng vùng giá 25 là các anh chị chốt khoảng 60%. Còn 40% còn lại các anh chị có thể đu. Đó, lái đánh đến đâu thì chúng ta đu đến đấy, chúng ta neo đến đấy, bởi vì chúng ta đã có một cái hành trình gom ở vị thế thấp.
thì khi ra chúng ta cũng ra từ từ như vậy đó, không có gì phải vội vàng cả đó. Rồi chúng ta phân tích tiếp hệ sinh thái của hàng không đúng không anh chị? VTC, VTC trong tuần sau khi mà cổ phiếu này cán vùng target tuần đạt là 130 thì nó đã có một tuần cơ bản là chỉnh giảm các anh chị, như thế này gọi là chỉnh giảm rồi, và điểm test kỹ thuật ở quanh 124, chú ý ở phiên giao dịch của ngày thứ hai nếu mà gãy 124 các bạn hỏi xấu. HVN, HVN thì nó có một câu chuyện rất là hay, đó là trước cái đoạn lầm khầm lì khì này thì tạo lập người ta đã gom, và tay to người ta gom, những cái người mà người ta biết thông tin trước đó, người ta đã gom rồi, và sau đó thì ra một bung ra một cái tin SCIC nó tung khoảng tầm 6.000 tỷ và nâng cái tỷ lệ sở hữu của HVN lên khoảng tầm độ 30%, 30% đó, thì nó kéo lên một phát như này, và sau đó thì có một cái cú xả đây, và sau cái cú xả đó thì nó đang có hai phiên. Thì về cơ bản các anh chị nào mà đã đu thì các anh chị chú ý vùng 26, nếu 26 bị gãy thì khá là xấu. Hệ sinh thái của thằng này các anh chị chú ý con ACV, ACV hiện tại đang rất là ok về mặt kỹ thuật. Sau một cái nhịp mà nó tăng tăng ở đây và gần như ACV đạt được cái mark target tuần ở khoảng vùng 80, và sau đó thì nó bull lên này. Và sau cái nhịp đánh bull lên này thì đang khá hay ở vùng 82. Tức là ở nôm na cái vùng kỹ thuật này thì chúng ta có thể canh mua. Và cái vị thế mua của chúng ta đó là vị thế mua break, break đỉnh các anh chị, thì các anh chị chú ý. ST cũng như vậy, sau một cái thời gian nó nằm dài và nó có một cái thông tin đó là khởi động lại đúng không? Hàng không thì nó đã bay. Nó bay lên như này và cơ bản nó phải hạ cánh xuống anh chị, không thể bay nhanh như thế được đâu. Và vùng hạ cánh 52, 53 đó là cái vùng mà chúng ta có thể canh để chúng ta vào vị thế. PNG rồi, sau những phiên hai phiên đánh khá là sốc, khá là dốc ở đây thì PNG đang đang có những cái phiên test kỹ thuật. Nhưng về cơ bản thì PNG đoạn này nó cũng đang gặp những cái vùng kháng cự rất là dài đấy các anh chị. Đó, ít nhất là tuần tới thì nó sẽ chạm vào đây. À đúng rồi, chạm luôn rồi, trong trong tuần đã chạm luôn rồi. Vùng 95, đó, nó chạm vùng 95, đấy là vùng kháng cự này. Đó, vùng kháng cự thì nó bị đổ lại này. Và nếu có mua thì sẽ canh vùng 88 đến vùng 90 thôi. Đó, có cái vùng này thì gom, đây này nó trả cung này, nó trả hai cung, hai cây rất đẹp này. MWG ở đây có gì vui không? MWG đã có một tuần giao dịch tương đối thành công. Sau khi nó đạt vùng 120, đó chính là cái target tuần, phiên ngày thứ hai nó đánh break lên. Và nó đang quay lại test thì trước mắt là nó sẽ test lại vùng 122, sâu hơn thì có thể quay lại 120, và từ đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích tiếp theo. BVH thì tín hiệu trong tuần thực sự là nó không có ổn định, và trong bản tin tuần thì đâu đó cũng có phân tích cho các anh chị cái target ở vùng 57 này, đạt đến vùng 57 thì nó xả này trong tuần giao dịch cũ á. Sau đó thì tuần vừa qua thì có đưa ra một cái biên khoảng biên 54 đến biên 55, nhưng nhìn chung thì nó đang giao dịch hơi phập phù. Phiên ngày hôm nay thì quỹ cơ cấu nên khả năng là tuần tới thì nó sẽ có thêm những cái đánh giá ở quanh vùng 54 đến khoảng vùng 55 các anh chị. Ri, chúng ta xem Ri, Ri là cũng là tuần vừa qua hình như là Ri đánh cũng khá là tốt đó. Đó thì Ri có nói đến ngay chị 63.5 vùng 64 và kháng cự ở đây là 68.5. Phiên này có chạm kháng cự và bị rụt lại. Nhìn về mặt thế trận thì Ri xu hướng Ri thì theo quan điểm của Hùng là Ri sẽ tiếp tục kéo. Và nó cũng là một cái mã cổ phiếu để lấy điểm số của thị trường rất là tốt và có thể kéo về vùng 74 đến khoảng vùng 75 trong tuần mới. Nhóm nhựa thì các anh chị chú ý một số các mã cổ phiếu sau. Bagona thì đối với Bagona là chúng ta đã có phân tích một cái bề dày rất là lâu rồi, và gần như thì tuần nào chúng ta có phân tích ở đây.
Sau khi nó có một cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở đây của nó này, 13, 13.3. Sau đó lên 16. 16 thì nó chỉnh lại hỗ trợ kỹ thuật 14.6 đến 15. Nó bật lại và sau bật lên này thì nó có một tuần đi ngang ở quanh 16. Phiên cái tuần thì bao na đang giao dịch tương đối tốt. Tuy nhiên cái vùng kháng cự của nó ở đây các anh chị vùng 17.5, vùng 18 có hàng thì các anh chị có thể canh chốt. Cổ phiếu DAG, đối với DAG là một con pen của nhóm ngành nhựa, tuy nhiên khi nó chạy thì nó cũng có một cái tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận tương đối tốt. Trong thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn thấy cái vùng mà dòng tiền tạo lập vào đang khá là tốt ở vùng 5.4 đến vùng 5.5, chính vậy đã khuyến nghị anh chị em trong team bắt đầu chiến đấu em này rồi. Và bây giờ chúng ta nói đến cái kháng cự vùng 5.8. Ở phiên ngày hôm nay nó đảo một phiên 5.6 khá là đẹp và đây là những cái cơ hội vàng để gom gom thêm vị thế. Nói chung là như vậy. Để chúng ta chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật và khi nó thoát vùng 5.8 với một cái tín hiệu test kỹ thuật xác nhận ở đây thì nói chung là khi đấy thì cổ phiếu chỉ có chạy thôi và lúc đấy chúng ta chỉ có chờ để chúng ta chốt lãi và chúng ta không có mua. Cổ phiếu HHP. HHP thì được phân tích rất là sớm ở trong team và đã có những cái phân tích khuyến nghị khá là sớm. HHP. Phiên 5.8 này, ngày 5.8, ngày 2.8 này, đó ví dụ từ những cái vùng giá 10. Từ những cái vùng giá 10 ngày mùng 2 tháng 8 đã bắt đầu có những cái phân tích về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này thì đối với HHP là lái nó đánh rất là khó chịu và đã có cái phân tích cái tính khó chịu của nó rồi. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhận diện được những cái vùng mà kỹ thuật đó, ví dụ khi nó đánh lên ở đây đúng không anh chị, thì cũng có phân tích lại vùng 10.2. Xong đó nó đánh lên vùng 12 rồi thì nó sẽ lại có một cái biên 11.7 đến 11.2 này nó đi xít 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 và nó có hai cây nến cuối tuần tương đối là tích cực. Về mặt kỹ thuật thì nó cần phải break vùng 13 và khi thoát vùng 13 rồi thì nó sẽ đi lên khoảng vùng 15. Trong nhóm nhựa có NHH à. Cái cổ phiếu này là mọi người cũng quan tâm nên là bắt đầu từ tuần này thì tuần tuần trước nhỉ là bắt đầu phân tích cái tín hiệu kỹ thuật của nó đây. Thì về tín hiệu của nó ở đây nó có vùng kháng cự 42, dự báo cái đáy dự báo mà theo cái dự báo kỹ thuật cùng thì khả năng ở vùng 35 nó sẽ tạo đáy. Và hiện tại thì nó đang có những cái điểm đi hình sin, tức là nó có những nhịp tăng lên rồi nó lại đạp lại, rồi nó tăng lên nó đạp lại và sau những cái nhịp và tăng đạp như này thì quan điểm kỹ thuật thì có khả năng nó sẽ lấy cái biên dao động ở quanh 37, nó giống như sóng hình sin đó các anh chị. Nó có thể dao động quanh 37 một tí. Đó, sau đó thì nó sẽ từ cái nền 37 này thì sẽ kỳ vọng phục hồi. APH trong phiên ngày hôm nay nó bị 1,2 triệu cổ phiếu đạp ở cuối phiên nên nó có một cây nến tương đối xấu. Và sau cái nến này thì phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có thêm cái đánh giá kỹ thuật của nó ở quanh biên 45. Biên 43.5 đến khoảng biên 46 và trung bình biên 45 thì sẽ có thêm phân tích ở chỗ này. Nhóm ngành công nghệ FPT. Về cơ bản thì FPT trong nhịp này đang khá là ổn. Vì sao ổn thì các anh chị có thể xem lại bản tin phân tích tuần cũ, đó là 90 giữ tốt này, sau đó neo vòng quanh vùng 92.5 này. Phiên cái tuần thì break được vùng 95 và khả năng thì nhịp này thì FPT cũng sẽ có thêm một cái dư địa kéo về khoảng vùng trăm. DigiWorld thì tuần vừa qua có một tuần giao dịch tương đối tốt và đã đánh lên tận vùng 120 rồi. Nói chung DigiWorld thì bây giờ chúng ta cũng sẽ gọi là như thế nào nhỉ? Không biết đâu ở đỉnh nữa. Đó. Thì chúng ta cứ phân tích theo những cái tín hiệu kỹ thuật thôi và tín hiệu kỹ thuật tuần thì nó sẽ quay về test ở quanh vùng 105, không gãy thì cái cơ hội là nó sẽ bật lại vùng 120, còn gãy 105 thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới này. Và chúng ta bám sát theo tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta phân tích. CSI
CMG như vậy là sau một cái điểm mua break ở đây, có phân tích điểm mua break ở đây ở vùng 4546 và đến thời điểm hiện tại thì nó đang gặp một cái vùng kháng cự tương đối mạnh ở đây các anh chị nhé. 63 đến vùng 65, đây là vùng mà đã khuyến nghị các tài khoản trong team, các anh chị nào đang cầm chúng ta có thể canh để chúng ta chốt bớt CMG. HVH ở thời điểm này cũng khá là hay rồi. Và nó đang công lại kháng cự của nó ở đây, khả năng thì tuần tới nó sẽ công lại vùng 11.5, vùng này thì chúng ta cũng canh chốt. Nói chung là đối với HVH thì cũng như là chúng ta đã về bờ một cách trọn vẹn và đầy cá, nói chung là có lãi, không có bị lỗ. ICT tuyệt vời không các anh chị? Rất tuyệt vời. ICT. ICT đó. Đẹp nhưng chưa hết cơ hội. Phiên ngày 19 tháng 8, vùng 18.3 đến vùng 18.5. Đây, đấy là những cái thời điểm mà bắt đầu quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của ICT đó, và bắt đầu chiến đấu. Và target hiện tại của ICT thì gần như nó cũng đã đạt target tuần rồi, 24 trên 24, và đây là thời điểm mà các anh chị có thể canh chốt khoảng 50 đến 60% tỷ trọng. Phần còn lại thì chúng ta có thể đua, bởi vì nhịp này thì có vẻ là ngành công nghệ cũng đang khá là tốt, và khi lái nó đánh với dòng tiền như thế này ấy, thì nó cũng không 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 rút ra vội vàng như vậy đâu. Bởi vì rút ra vội vàng như thế thì họ không thể phân phối được hết hàng. Và chính vậy nên họ cần phải kéo và mồi thêm, thì khả năng sẽ mồi lên khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 28. Target 27 khả năng sẽ đạt được quanh vùng 27. Nhóm ngành xây lắp, chúng ta đảo nhanh qua một số các mã cổ phiếu khá là cơ bản. DG kháng cự tuần vẫn là 35, nó vẫn chưa thể break qua được, và nó có hai điểm hỗ trợ kỹ thuật, đó là 31.5 và điểm hỗ trợ kỹ thuật thứ hai đó là vùng 30. LCG LCG chúng ta đã phân tích một cái trend kỹ thuật tương đối là tốt, và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đang đang gặp một cái kháng cự ở đây, đó là vùng 19. Trong tuần dự chỉnh về khoảng vùng 17 và nó lại có hai phiên kéo lên. Với điểm kéo kỹ thuật như thế này thì nó có thể quay lại test lại vùng đây. Test lại vùng 18, vùng 18 mà ổn định, không gãy thì có thể nhịp này nó sẽ kéo tiếp theo lên khoảng vùng 20.5. IDC cơ bản tốt. Các điểm test sau break ở vùng 44 khá là ổn, và với lực đánh này thì chúng ta sẽ xây lên khoảng vùng 48. Sell cứ bình tĩnh đúng không ạ? Các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần, còn nó nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 84, chúng ta mua thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi, rồi hoa thơm quả ngọt nó cũng sẽ về với mình. Sell trong tuần gặp lại vùng kháng cự 11.5, vùng 12, tuần tới thì nó sẽ công cái kháng cự này, bay được kháng cự này thì có thể kéo lên khoảng vùng 13.5. DRH sau khi nó test tích lũy. Ok, test tích lũy 18 đến 11 và nó có một cây nến tuần tương đối đẹp 12, khả năng là sẽ kéo vùng 13, 14 gì đây. Nôm na là khả năng là sẽ kéo lên như vậy. IDC, ok các anh chị, quay lại 3X thì chúng ta chốt bớt. Đó là về mặt quan điểm kỹ thuật. HBC hiện tại thì không có nhiều cái dư địa kháng cự của nó ở đây, vùng 16.5. Và biên hỗ trợ kỹ thuật 14.7 đến 15, tiếp tục quan sát thêm. SCR rất là hay. Đó, tuần này thì SCR gần như đã đạt lại cái target vùng 12 trên 12. Trên quan điểm kỹ thuật ngắn hạn thì cây nến này nó hơi bất thường, nên là nó sẽ quay lại test lại 12, thậm chí nó test sâu hơn ở cái cung khoảng 11.5. Mà không gãy thì chúng ta có thể nhìn xem nào, SCR có thể kéo tiếp không? Cũng có thể kéo tiếp một nhịp nữa, có thể lên khoảng vùng 13 năm. 13.5 đến khoảng vùng 14 ở đây này, tức là nó còn có một cái kháng cự ở đây nữa thì sẽ đánh giá thêm. Các anh chị có thể cầm nắm giữ thêm để chúng ta có thêm những cái phân tích tiếp theo. DG thì xấu, nói chung là đoạn này nó không không có nhiều các cái dư địa, hình như nó chia cổ tức này nên là nó bị tụt hết đồ thị. Nhưng sau chia nó 20 là kháng cự.
18 và vùng 17. Đây là hai hỗ trợ ngắn của đất xanh. HHV. Đây, hỗ trợ đây rồi, 20 20.5. Kháng cự đây 21 21 22. 21 5 22. Chờ đánh kháng cự, bay được kháng cự thì lên 24, không bay được kháng cự thì lại về hỗ trợ. Đấy, cổ phiếu nó chỉ có như vậy thôi, không có gì cả. Sức con người nó leo không được thì nó lại phải quay về lại một tí. Ở ITA về cơ bản kỹ thuật ngắn gọn ở đây thì ITA đang nhẽ ra phải đánh rồi nhỉ, sao lại đánh phập phù thế này không biết. 7 đến 7.2 tuần tới chờ thêm. Kỳ vọng nhịp này nó vẫn về target 7.7 đến vùng 8. KBC chú ý vùng kháng cự 4445, nó xả một nhát này. Xong đây nó hồi này, nó hồi như thế này thì nó lại là 4344 ở đây này. Các tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể canh, chúng ta chốt bớt. Bởi vì đây cũng là vùng kháng cự tương đối là mạnh. Tương đối mạnh của cổ phiếu. Tội gì các anh chị vùng này chốt đi và sau đó về đây đầy những cái cơ hội này. Đây một cơ hội nhá, đây một cơ hội này. Đó, về đến vùng 30 32 lại gom lại. Lo gì? Neo làm gì cho nó mệt. Mà nó lại không an tâm, nói chung là chúng ta neo như thế chúng ta không an tâm. À, rồi phân tích một số các mã cổ phiếu nhóm P thì hiện tại là P đang đang như thế nào? Thì chúng ta có thể lập luận theo một cái góc nhìn như sau. Đó, đối với nền kinh tế thế giới thì khả năng sau cái dịp mà vaccine được phổ cập á, thì nền kinh tế sẽ từng bước mở cửa trở lại. À, cùng với đó thì cái nhu cầu xăng dầu nó cũng sẽ tăng theo, đúng không? Chúng ta thấy rằng là khi Covid dịch, đại dịch Covid xảy ra thì cái nhu cầu về xăng dầu, ví dụ hàng không gần như chết, chết hẳn luôn. Đó, chỉ có vài chuyến bay nội địa, rồi vận tải hành khách chết luôn. Đó, phong tỏa thì làm sao mà đi từ vùng này sang vùng kia được, nên là cái nhu cầu xăng dầu nó bị tụt xuống rất là nhiều. Thì sau cái sự phục hồi về mặt kinh tế thì giá dầu khả năng nó cũng sẽ bắt đầu nhúc nhích tăng lên. Khả năng là như vậy. Và giá dầu thô tăng thì dẫn đến nó một số các cái mặt tích cực nó có thể tác động lên nhóm ngành dầu khí. Và đối với cái xung lực của nhóm ngành dầu khí thời điểm hiện tại thì hôm nay giá đang rất là ok. Và nó cũng sẽ là một cái động lực căn bản cốt lõi để kéo thị trường đi trong những cái tuần giao dịch tiếp theo, ít nhất là tuần tới. Đó, thì đối với nhóm ngành dầu khí, và Hùng cũng có nói với các anh chị trên nhóm đó là nhịp này thì chưa thể lượng hóa hết được cái khả năng đi của nhóm ngành dầu khí đến đâu, nhưng chắc chắn là chúng ta nắm P thì chúng ta sẽ có ăn, còn ăn ít hay ăn nhiều thì nó lại phụ thuộc vào từng mã cổ phiếu đó. Đối với gas ở trong tuần vừa qua nó cũng là một em tương đối là tích cực. Nó sau một cái tuần mà nó tích lũy đi ngang 88 đến vùng 90 thì hai phiên kết tuần thì nó giao dịch khá là tích cực. Tuần tới nó trả gap ở vùng 91 92. Vùng này tích lũy ổn định thì chúng ta sẽ hướng đến cái target tiếp theo của P, đó là kéo lại vùng kháng cự đây các anh chị này. Đấy, kháng cự đây thì nôm na nó về đây thôi, về đây thì lại chốt. Đánh chứng khoán dễ thế còn gì, đúng không? Rồi PLX, hiện tại là PLX là sau một cái nhịp mà chúng ta có khuyến nghị ở đây này thì nó vùng kháng cự 52. Nó vùng kháng cự 52 này là nó đang bị chặn lại ở đây một lần hai lần. Thì cơ bản là khi chặn hại ở đây thì nó lại quay về nó test tích lũy thôi. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PLX cũng như P nói chung thì chúng ta vẫn tiếp tục có thể kỳ vọng vào về hỗ trợ ở đây thì chúng ta có thể canh mua 49.5 đến vùng 50. PET ở góc độ điểm mua break, và đến thời điểm hiện tại thì PET đang có những phiên quay lại test. Sau khi mà lên được 30, đúng không? Từ điểm mua break đây lên được 30 thì đây là đang là những cái phiên mà nó hơi lừng khừng các anh chị này. Và những cái sự lừng khừng như này thì khả năng là nó sẽ quay về để nó test biên 26.5 đến biên 27 này. PVT nó cũng là cái mẫu hình break, nó giống với PET. Và PVT ở đây thì có vùng break 23-23.5. Nhìn chung thì xu hướng của PVT khả năng nó đang đẹp hơn so với PET các anh chị.
nó đang đẹp hơn. Và đối với các tài khoản mà cầm PVT thì chúng ta cứ cầm thôi. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu này không mất điểm 23, cổ phiếu PXS là một con pen và chính thức là chúng ta đã quay trở lại chiến đấu PXS. Ngày 14 tháng 9, ngày 13 tháng 9, PXS bắt đầu quan tâm và chúng ta bắt đầu chiến đấu. Bởi vì bắt đầu nhận diện thấy ngày 13 tháng 9, tức là phiên giao dịch ngày thứ hai ở đây, thì ngày 13 đây, ngày thứ ba đây, bắt đầu nhận diện thấy một cái dòng tiền ngày 13 đây các anh chị, ngày 13 đây ở vùng 5 chấm mấy đây, 5.7, 5.8 đây, bắt đầu nhận diện thấy một cái dòng tiền. Thì đối với con PKS này thì cùng luôn luôn quan sát cái sự vận động của nó và phải chờ thời. Nôm na nó là như vậy và chúng ta phải chờ thời, và cái thời điểm tốt của PXS thì đã đến khi mà nó quay lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 5.5 đến vùng 5.6. Và sau cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì nó đã có hai phiên đánh nháp. Nó đã có hai phiên đánh nháp anh chị, đánh nháp lên vùng ở đây là vùng 6. Và sau hai phiên đánh nháp này thì nhìn về xu hướng thôi và nhận diện thôi. Cơ bản là ổn rồi. Phiên ngày hôm nay thì hơi tiếc nuối một tí, nó đóng cửa khoảng trên vùng 6.8 cộng thì đẹp. Thôi nhịp này tạm tạm chốt thôi, tạm tạm chốt ở khoảng vùng 7.2, chúng ta chốt bớt đi một phần. Một phần nữa chúng ta neo. Đó, neo lên được khoảng vùng 8 thì đẹp. Pen mà. PVS cũng có một tuần giao dịch thành công sau khi mà các anh chị có nhớ những cái điểm mà phân tích kỹ thuật ở đây này. Đó, những cái điểm test kỹ thuật 2 3 năm này, sau đó thì có khuyến nghị các anh chị chúng ta quan sát ở vùng 24 8 này. PVS không gãy này, sau đó thì nó đánh lên tuần vừa qua thì nó đã break vùng 27 3, tương đối đẹp rồi. Sau cái phiên break này thì tuần tới nói chung là nó cũng sẽ quay về test lại cái vùng vừa break xong ở đây, đó là vùng 27 3. Đến khoảng khỏe thì nó quanh vùng 28, nếu không thì nó về 275. 275 273, nôm na là cái vùng vùng loanh quanh ở đây, tức là nó cần phải test lại kỹ thuật trước khi mà nó có thể đánh tiếp anh chị. Xu hướng là đẹp rồi. PVD trong tuần vừa qua nó cũng đã có nó cũng đã có gì ạ? Nó cũng đã có một tuần break được vùng 20. Thì đối với PVD là chúng ta đang phân tích một cái sóng hình sin nho nhỏ ở đây. Đó, khi mà nó lên đến cái vùng 20 này không được á thì có dự chỉnh về đâu đó khoảng vùng 18 mà, 18 gì đây này, đó. 18 hoặc là sâu hơn thì là vùng 17 năm, đó, những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Một phiên đánh lên tương đối là mạnh, tạo gap như thế này thì chưa chạy được. 19.5 đến khoảng vùng 20. Sẽ có thêm những cái điểm test kỹ thuật ở đây, thêm một vài phiên ổn định với lực cầu khoảng tầm 9 10 triệu. Nói chung trong nhịp này thì P đó, như Hùng đã trình bày từ đầu á, thì P sẽ là một cái nhóm mà chúng ta sẽ có ăn, còn ăn ít ăn nhiều thì chưa biết được. Và sau khi test thành công ở đây thì chúng ta sẽ nâng cái target của PVS lên khoảng vùng 22 à PVD. OI như nào? OI như nào? Đó, OI chạm kháng cự đạt target vùng 14 trên 14 bị đổ. Đó, những cái phân tích rất là chi tiết. Ngày 13 tháng 9 này. Ngày 13 tháng 9 ngay từ đầu tuần nữa. À ngày 10 tháng 9. Ngày 10 tháng 9 thì nhặt này, nhặt ở vùng 12 9 vùng 13 này, tiếp tục 13 tốt này. Và đến phiên ngày 13 tháng 9 tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai thì à ngày thứ ba thì tiếp tục dự cái target của OI ở khoảng vùng 14, và chúng ta thấy rằng là OI đã lên được đến vùng 14 cộng và nó đổ như thế này thì nó cũng là bình thường thôi. Cầu ra nó khá là ít. Cầu ra khá là ít như này thì cung ra khá là ít như này thì khả năng là nó sẽ quay lại đây này. Vùng 12 3 ta lại quan sát lại. BSR rất là nhiều anh chị có quan ngại về cổ phiếu BSR. Và rất nhiều bài báo xấu viết về BSR. Đúng không ạ? Nào là có thể đóng cửa. BSR có thể nhà máy có thể đóng cửa đúng không? Nào là không đạt kế hoạch vân vân và vân vân. Tuy nhiên thì
Đấy là những cái thông tin báo chí viết. Đó, mà các anh chị mà đánh chứng khoán thì hay bảo là chim lợn viết. Đó, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta sẽ căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật thực tế để chúng ta đánh giá. Những bài báo nó chỉ mang những cái tính chất tham khảo. Và chúng ta lập luận ở trên cơ sở BSR nó là gì? Nó là lọc hóa dầu. Và cái câu chuyện là đất nước của chúng ta lâm vào đại dịch đúng không ạ? Thì đương nhiên doanh nghiệp khó khăn. Và trong cái đáy lợi nhuận khó khăn rồi thì trong cái giai đoạn vừa qua thì chính phủ ta đang quyết liệt tiêm vaccine và từng bước mở cửa lại nền kinh tế. Đồng nghĩa với việc nhu cầu xăng dầu trong nước nó sẽ dần dần hồi phục quay trở lại đúng không ạ? Và khi những cái gì xấu nhất mà BSR không thủng, đó, BSR gần như trong cái thời điểm khó khăn nhất đúng không ạ? BSR cũng gần như không thủng những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Thậm chí là nó không thủng vùng 16. Đó, đây. Thì như vậy thì chúng ta cũng chưa phải là vấn đề đáng quan ngại đối với một mã cổ phiếu. Và Hùng nhìn thấy vùng biên 17 18 này, sau đó nó có một cái điểm test 17 17 năm ở đây khá là đẹp. Chính vậy nên là vẫn khuyến nghị các anh em là chúng ta cứ bình tĩnh, không có việc gì phải lo lắng cả. Mục tiêu thì BSR cũng đang test quay lại test 18.7 đến vùng 19, nó sẽ test thêm một hai phiên nữa. Trước khi công lại vùng kháng cự 20. Cái kháng cự 20 này vẫn đang nhịp này thì đã đạt rồi, nhưng mà cái target mà chúng ta xây cho BSR vùng 21 đến vùng 22 là bị lỗi hẹn ở nhịp này. Bị lỗi hẹn các anh chị. Ở vùng 20 thì đạt rồi. POV kép tuần vừa qua nó đạp về 11.5 là cũng tương đối đẹp. Nó lấp lại phiên kết tuần, phiên ngày hôm nay đã có lúc POV kép đã công lại 12 cộng nhưng mà kết phiên thì nó lại không giữ được. Lực bán khả năng là lực bán cơ cấu của quỹ ở cuối phiên nên là nó bị mất cái biên 11.5 đến biên 11.8 đến biên 12. Tuần sau chúng ta sẽ quan sát lại cái biên này để chúng ta phân tích thêm. Trong nhóm P thì có thêm hai gương mặt đã được khuyến nghị đầu tư. Có hai gương mặt đã được khuyến nghị đầu tư. PVC ngày 9 tháng 9, ngày 6 tháng 9, ngày 6 tháng 9, ngày 1 tháng 9, ngày 31 tháng 8, ngày 31 tháng 8, ngày 30 tháng 8. Ok, tức là mã cổ phiếu PVC được khuyến nghị ngày 30 tháng 8 vùng 8.8 đến vùng 9 các anh chị đây. Đó, nó như là bách khoa toàn thư và sau đó thì đến ngày 31, 31 đến ngày 1 đến ngày 6 và đến ngày 9, tức là đến ngày 9 tháng 9. Đó, khi chúng ta đã phân tích một mã cổ phiếu rồi thì chúng ta liên tục có những cái cập nhật như vậy, hoặc là kể cả là các anh chị không cần cập nhật và cổ phiếu nó đúng xu hướng thì cứ thế là chúng ta đạo diễn thôi. Đó, đạo diễn thôi. Ngày 30 tháng 8 đây các anh chị, đây là cái thời điểm mà PVC bắt đầu có những cái tín hiệu break nền kỹ thuật, đó là vùng 8.8 đến vùng 9 và đây là cái thời điểm mà bắt đầu khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại thì PVC đã chạy được khá khá rồi. Từ 9 mà lên đến 11 là 3, 3 trên 9 là được bao nhiêu phần trăm? 3 trên 9. 33% rồi các anh chị. Đấy. 33% là đẹp rồi chứ, đúng không? Và mục tiêu của nhịp này thì em này sẽ lên khoảng vùng 11.5 đến khoảng vùng 12. Đó, về đến đây thì chúng ta chốt tạm và nôm na mua ở sâu sâu ở đây thì cũng được 20 đến 30 30%. Ai mà mua khéo mà mua đúng theo những cái khuyến nghị của ông Lê mà chốt được vùng 11.5 đến vùng 12 thì được khoảng 35 đến 40%. Đó, và sau đó một biết đâu một ngày đẹp trời nó bun lên một cây nến lên khoảng tầm 13.5, nó chúng ta ra nhát nữa thì thôi. Gọi là chốt đúng đỉnh luôn, chốt xong mà cổ phiếu nó quay đầu thì lại ngồi cười. Nhưng mà không được ngồi cười. Nói chung là đấy là chúng ta may mắn. Đó, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ra được đúng cái thời điểm thôi. Anh chị, chúng ta không nên cười. Khi chúng ta bán cổ phiếu xong á, mà cổ phiếu nó tăng á, thì chúng ta không nên tiếc. Đó, mà chúng ta bán xong cổ phiếu mà cổ phiếu nó giảm thì không nên cười. Đó là hai cái mà mình lưu ý như vậy.
PVB cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị mua, và PVB thì nó có một đặc tính về tạo lập, nó chỉ có 3 cây thôi là nó đủ target, và PVB thì cũng đã có vùng 13 năm đến vùng 14 là khuyến nghị bắt. Sau đó có những cái điểm test kỹ thuật về lại quanh 14. Đó, về lại quanh 14 và thời điểm mà bắt PVB thì cũng bắt luôn à PVC thì cũng bắt luôn PVB, tức là khoảng 30/8. Đó, nhóm P thì như vậy thôi anh chị. Nhóm banh nhỉ, đúng không? Thì cái câu chuyện là nhóm banh ở trong thời điểm hiện tại thì nó đón nhận những cái câu chuyện gì các anh chị? Câu chuyện về nợ xấu, đúng không ạ? Đương nhiên, nhà nước của chúng ta phải hy sinh rất nhiều thứ. Và kể cả nhóm banh, các cái ngân hàng cũng phải hy sinh rất nhiều thứ. Họ phải bơm tiền ra, nếu không bơm tiền ra thì doanh nghiệp sẽ chết. Đó, cái câu chuyện là sẽ có doanh nghiệp kể cả bơm tiền ra doanh nghiệp cũng chết, đấy là câu chuyện bình thường. Đó, nhưng cái câu chuyện là gì? Phải bơm tiền ra để cứu nền kinh tế, cứu các doanh nghiệp và phải tái cơ cấu lại các cái khoản vay vân 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 vân. Đó là đấy là chỉ đạo của chính phủ. Và nó có những cái thông tin không tích cực về mặt gọi là tức là nợ xấu nó tăng. Nhưng nếu như chúng ta nhìn về bản chất sâu xa của vấn đề thì đấy là cái cớ thôi. Còn nếu như chúng ta nhìn về bản chất sâu xa của vấn đề thì ông đã có phân tích rất nhiều. Một cái nhóm ngành hoặc một cái cổ phiếu đơn lẻ nó giống như một con người. Và các anh chị cứ tưởng tượng là các anh chị đi bộ, đúng không ạ? Ok thì chúng ta có thể đi được xa hơn, nhưng mà khi mà các anh chị chạy dốc, chạy nước rút thì sau cái nước chạy nước rút đó thì chúng ta phải nghỉ ngơi. Đúng không ạ? Không thể chạy mãi được, tiền đâu mà bơm mãi vào cổ phiếu banh. Nó phải chốt lại đi và nó phải đi lan sang những cái mã cổ phiếu khác. Vậy thì nhóm banh và nhóm chứng khoán nó đã có một cái chu kỳ tăng trưởng quá tốt và rất tốt, và nói là không còn gì để tốt hơn nữa trong cái nhịp tăng vừa qua, nên bây giờ nó cần phải chỉnh chỉnh xong, nó cần phải nghỉ ngơi tích lũy để nó hút lại dòng tiền, tức là những cái dòng tiền nào chốt là nó đã ra khỏi cổ phiếu rồi. Rồi sau đó thì những cái dòng tiền còn lại và nó lại hút lại một cái dòng tiền mới, có thể đánh lại vào cổ phiếu, thì khi đó cổ phiếu banh tiếp tục phục hồi. Và trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đang nhận diện thấy rằng là nhóm banh đang đi ngang tích lũy và nó có những cái góc độ tích lũy tương đối là tốt. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ không thể đoán được là khi nào cổ phiếu banh sẽ chạy. Nhưng ở những cái nền tảng tích lũy thì chúng ta có thể gom dần những cái vị thế. Và khi dòng tiền nó thực sự quay lại nhóm banh thì lúc đó chúng ta sẵn sàng, chúng ta có vị thế rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã có vị thế thấp rồi thì khi cổ phiếu tăng chúng ta sẵn sàng nhặt thêm ở những cái phiên 20 đến 30% tỷ trọng, đấy là câu chuyện rất bình thường. Đó. Thì đối với nhóm banh thì chúng ta sẽ tiếp cận đến một góc độ như vậy, đó là nó cần phải chỉnh, nó cần phải nghỉ ngơi, và sau cái giai đoạn nghỉ ngơi thì nó sẽ tăng. Và giai đoạn vừa qua là giai đoạn nghỉ ngơi của nhóm banh. Đó, và trong cái giai đoạn nghỉ ngơi đó thì những cái nhóm ngành khác đã làm rất tốt để cho banh chỉnh. Đó, và sau khi banh tăng thì những nhóm ngành khác lại chỉnh, đấy nó lại nhịp nhàng như vậy. Đó, thì đấy là một cái ý đồ tạo lập ở trên thị trường mà chúng ta cũng lưu ý. Vietcombank cơ bản em này thì lấy điểm số thôi, tuần vừa qua 98 đến vùng 100. Nó bị mất biên, khả năng thì nó sẽ test lại vùng 95 các anh chị, tuần tới test lại 95. Bit thời điểm hiện tại các anh chị canh nhặt được rồi, đúng không ạ? Trong bản tin tuần cũ chúng ta có nói đến vùng 37.5 đến vùng 38. Hỗ trợ kháng cự ngắn hạn của nó ở đây, vùng 40 đến 40.5. Phiên ngày hôm nay chạm kháng cự vận động như thế là khá là ok. Tuần tới thì nếu mà có vùng 39.5 này, xong nó vùng 38.5 này, nôm na ở cái vùng thấp thấp ở dưới này thì gọi là chúng ta tích tích góp dần. Đó, và chờ khi nào mà lực cầu mà nó đánh bay vùng 40.5 chẳng hạn đây, nó đánh bay vùng 40.5 thì chúng ta có thể mở mua thêm. ACB hiện tại thì chưa có gì yếu tố đột biến các anh chị nhé. ACB thì vẫn cơ bản là vẫn quan sát mốc 31 đến vùng 32 thôi. Đang bị mất cung, mất cầu nên là chắc là cổ phiếu sẽ chưa thể đánh được. À,
CTG ở giai đoạn hiện tại cũng bắt đầu gom được rồi. Nhìn chung thì CTG cũng đã có một nhịp chỉnh giảm tương đối là dài rồi và nó cũng đang hình thành một cái nền tảng tích lũy ở đây. Vùng 30 này, rồi vùng 31 này, rồi biên 31.5 đến biên 32. Đấy, nôm na những cái biên này thì chúng ta có thể canh nhặt lại những cái vị thế, và công thương thì là một mã cổ phiếu mà đáng lưu tâm của nhóm banh ở trong thời điểm hiện tại. MBB thì cũng chưa chưa có nhiều cái dư địa. Đó. Hỗ trợ của nó là 27. Biên kháng cự thì nó cũng không đúng, nhưng nôm na là nó đang đi ngang ở quanh vùng 28 ở đây. Quan sát ở biên 27 đến biên 28 thôi. VPBank thì tuần vừa qua đã có một tuần giao dịch tương đối là tích cực khi mà cổ phiếu này đã kéo vượt thoát ở vùng 66, nói chung thoát biên 65 66. Thì sang tuần tới nó có thể nó quay lại kiểm tra lại vùng 65 mà không gãy thì nó lại kéo tiếp được lên, chắc là khả năng dự dự kéo thôi, dự kéo lên khoảng vùng 7x. Lực cầu hiện tại thì cũng đang tương đối là ok rồi. Techcombank ở đây chúng ta sẽ nhìn xem nào. Techcombank trong giai đoạn vừa qua nó đi biên 48 và biên kháng cự của nó ở đây là 51. Khả năng tuần tới thì Techcombank sẽ hồi lại vùng 51. Sẽ có thêm phân tích vùng kháng cự ở đây thôi. TPBank thì giao dịch tốt rồi. TPBank thì lực cầu đang rất là tốt. TPBank là trong một cái nhịp chỉnh của TPBank ở đây thì cũng có cái câu này này, quan sát ở biên 34, tức là chúng ta lấy cái biên 34 làm biên hỗ trợ, và tuần trước đó thì TP đã đánh một nhịp khá là đẹp. Sau nhịp đánh đó thì trong bản tin tuần có phân tích một cái nhịp chỉnh test lại cung ở dưới vùng 38, và trên thực tế thì nó test lại vùng 37 với một lực cầu tương đối tốt, thì tuần này nó đã đánh vượt kháng cự 40. Thì nó cũng hoàn toàn tương tự, khi mà nó đánh vượt kháng cự 38 thì nó sẽ quay lại test, và bây giờ nó đánh vượt kháng cự 40 thì nó cũng sẽ quay lại test ở đây. Không gãy thì TP có thể kéo lên khoảng vùng 44. MHD Bank thì đây, bây giờ nó cũng đang quay lại test nền một lần, hai lần. Và đối với HD Bank thì vùng 24.5 đến vùng 25, đây là vùng mà chúng ta cũng có thể gọi là bắt đầu thăm dò lại vị thế được rồi. Bởi vì đây là hỗ trợ mà. Thì chúng ta đón một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây. Đó. Đón một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây, và nhịp hồi kỹ thuật này thì nhóm banh mà đánh thì đương nhiên HD Bank nó cũng có thể hồi lại khoảng vùng 27. Hỗ trợ rồi thì khả năng là cũng không chỉnh ở đâu. SHB dự kiến chỉnh về vùng 25, vùng 24, và các anh chị có thể nhìn thấy đây, hai cây nến tuần suy soát điểm 25.1 đó. Tất nhiên là nó không thể chính xác tuyệt đối được anh chị, nhưng ít nhất là chúng ta cũng có những cái dự báo về mặt kỹ thuật như vậy. Để chúng ta hình dung được, à nếu chúng ta có nắm cổ phiếu thì về đến đó thì chúng ta có thể mua thêm, ví dụ như vậy, nôm na như vậy thôi. Còn để tuyệt đối thì nó không không có cái gì là tuyệt đối cả. Và với lực hồi này thì SHB lại đánh về lại khoảng vùng 275 đến vùng 28, các anh chị chú ý. STB hiện tại thì đang xấu, và nhìn chung thì nó đang đi ngang ở vùng 27, và kỹ thuật thì có thể là vùng 26 năm, vùng 27, quan sát tiếp. Liên Việt Postbank vẫn đang đi ngang, nhìn chung là đi ngang quanh vùng 22. Về mặt ý đồ tạo lập ở chỗ này như thế nào, có thể xuất hiện một nhịp hồi, bởi vì banh thì bây giờ là trụ cột rồi, và khả năng là tuần tới thì banh sẽ kéo. BVB một con pen của banh. BVB là con ngân hàng mà có khuyến nghị đầu tư bắt ở vùng đâu đó vùng 18 năm đến vùng 19, nhịp này lên được đến vùng 20.5 thì đổ lại thì bây giờ tín hiệu kỹ thuật này là tốt rồi.
Tuần tới sẽ chờ đánh bay vùng 20.5 và kỳ vọng trong nhịp này thì BBB đánh lên khoảng vùng giá 22. MSB, phân tích con MSB hàng hải. Thì MSB là có phân tích vùng 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 ở đây, gọi là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây các anh chị này. 26, 26.5 lên được đến đây rồi thì nó quay lại test này, trong tuần vừa qua test tương đối đẹp. Biên 28.5 đến biên 29 tích lũy như này là ổn định rồi. Sự kéo lên khoảng vùng 20 mấy đấy nhỉ? À, khoảng vùng 31 về đến khoảng vùng đó kháng cự, các anh chị chú ý. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán đối với VCI trong tuần vừa qua, trong 2 3 tuần vừa qua. Thì chúng ta có nói đến biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, đó là biên 60 và biên kháng cự của nó biên 65, các anh chị chú ý. Đối với SSI sau khi chia cổ tức thì quan điểm kỹ thuật là nó sẽ quay về lớp gáp. Điểm lớp kỹ thuật ở 41.5 hoặc sâu hơn có thể là vùng 40. Thì một số anh chị hỏi là có mua SSI được không? Thì có thể mua được. Đối với SSI ở thời điểm này có thể mua được. Nhưng các anh chị lưu ý là chúng ta mua từ từ. Và đây là cái điểm mua gọi là chơi bóng 50-50. Trong trường hợp nếu như SSI bị gãy vùng 40 thì đấy là điểm mua thất bại và cần phải bán. Đối với HCM vùng 57 là vùng kháng cự. Vùng này đã khuyến nghị rất nhiều anh chị em chốt, không biết là mọi người có chốt hay không thì cũng không rõ lắm. Chốt xong thì chúng ta dò lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 50 đến vùng 51 và nó đã đánh được hai nhịp, đúng không ạ? Nó lại vòng nhịp 2 và bây giờ nhịp này nó lại đạp xuống, đó, nó lại chạm vùng hỗ trợ 50 51 thì lại có một hai phiên hồi đây và dự kiến thì có thể hồi lại về vùng 55. Đó, ở vùng này các anh chị lưu ý nếu như mà cổ phiếu mà không lên được thì chủ động canh mà chốt. SHS 2 3 tuần đi ngang quanh vùng 38.5 vùng 40. Hỗ trợ kỹ thuật của nó 35 đến vùng 36. Trong trường hợp nếu như bị phá vùng hỗ trợ 35 thì các anh chị cũng chú ý chúng ta cũng phải canh chốt ở vùng này. Ở MBS ở trong giai đoạn hiện tại thì nó đang đánh theo những cái hình sin thôi. Đó. Vùng kháng cự đây có cảnh báo rồi, 36 đến khoảng vùng 38 375. Hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 31.5 32.5. Đó, nó cứ đi vòng lên thôi, chạm gặp kháng cự thì lại đổ lại hỗ trợ, đổ lại hỗ trợ thì lại hồi lên. Và nhịp này thì dự kiến lại hồi lên vùng 36 đến vùng 37. CTS cũng như vậy thôi, nó đoạn này nó cũng đang đánh hình sim tương đối đẹp. Đó. Kháng cự tuần có phân tích ở đây đó là vùng 3x, hỗ trợ tuần phân tích vùng 26 vùng 27. Đó, vòng lên, tụt xuống rồi lại vòng lên rồi lại tụt xuống rồi lại vòng lên xong rồi đến đến cái gì các anh chị, vòng lên nữa hay tụt xuống, nó nôm na là nói chung là chúng ta cứ kháng cự là táng thôi. Đó, kháng cự 31 32 này, 30 31 32 này, đấy những cái vùng đấy. Chúng ta không táng một lần, chúng ta chia nhỏ ra, nhưng mà chúng ta dự kiến à cái vùng đấy là vùng kháng cự thì tôi phải chốt bao nhiêu phần trăm tỷ trọng. Rồi sau khi ví dụ chúng ta vạch gạch đầu dòng ra, ví dụ như là về đến vùng kháng cự đó tôi chốt 60% tỷ trọng. Vậy thì trong 60% tỷ trọng đó chúng ta canh chốt, ví dụ chúng ta chốt điểm 1 ở vùng 30, chúng ta chốt 10%. Ví dụ như vậy. Đó, lên đến vùng 30.5 chúng ta chốt 10%, đó, nó lên được đến vùng 31 chốt 10%. Đấy là một cách. Hoặc là nhiều anh chị không, tôi đến vùng 30 tôi chốt 20%. Lên được 31 tôi chốt 20%, lên được 32 tôi chốt 20%, 3 điểm chốt đấy đủ 60%. Đó thì cái cách vận hành của từng người nó khác nhau. Đó, nó không 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 giống nhau, nhưng ít nhất là chúng ta có định hướng và chúng ta có một cái view. Và trên cái view đó thì các anh chị cứ làm theo những cái view đó thì theo những quan điểm của Hùng nó sẽ là ok. VND nhỉ. Ok. Đó, VND thì đây lên tụt lên. Đó, đây đang lên này thì đến cái đoạn này là 55 là kháng cự này, hỗ trợ 485. FTS con này hay này, con này là bây giờ khả năng là xổ số, chơi xổ số. Vùng chơi xổ số thì như thế nào? Vùng 58 vùng 60 cân. Cân xong thì chúng ta chờ và đợi đúng không? Nếu trong trường hợp mà nó bị mất vùng 55
À, thì như vậy là chúng ta bảo à chết cha rồi, tư duy chúng ta bị sai đó, mà nếu mà nó tòng xuống một phát 50 nữa là thôi phải nhảy nhảy tàu đó, nó bay qua hẳn vùng 50 thì còn, tức là vẫn trên 50 cộng thì vẫn còn được, nhưng mà nếu mà bay 50 là chúng ta bị sai rồi, và sai thì phải xử lý thôi, chứ còn không 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 có con đường nào khác cả. Còn về xu hướng thì cũng đang nhận diện, là nhận thấy là cái dòng tiền đánh từ cái vùng này này, tức là cái vùng 50 đến vùng 60 á, à vùng 50 đến vùng 55, tức là cái vùng này. Cái vùng này là cái vùng mà đang có một lượng tiền đầu cơ tham gia. Thì khi có một cái lượng tiền đầu cơ nó đánh ở vùng này ấy, thì đây là theo Hùng thôi nhá, các anh chị đừng có, đây là theo Hùng thôi nhá. Nó đánh ở vùng này thì tươm tươm thì nó phải lên đến vùng này nó xả. Đó, nó mua ở vùng này thì phải tươm tươm phải lên vùng này thì nó mới xả. Đó thì chúng ta cứ thử thử xem đi. À, chúng ta thử cái vận may ở đoạn này khả năng là ngon đấy. VX ở VX sao chia rồi, ở trong tuần đã đạp về vùng 18, ok về 18 bật lên. Bật lên thì đây lại là gì các anh chị, 20 20.5 mang hàng ra là xả, rồi xong nó về thấp thấp thế này lại mua, có thế thôi mà sao mọi người không chịu làm nhỉ, ai chà. Phân tích thêm một mã cổ phiếu của ngành nhóm ngành chứng khoán nữa, AS. AS hiện tại thì đẹp rồi, bởi vì chúng ta đang phân tích một sóng lên của AS, và con cổ phiếu này thì cũng thường xuyên, gọi là thường xuyên nghiên cứu và thường xuyên theo sát những cái bước đường của em này, từ những lúc em ấy đó, từ những cái lúc em ấy ở đây này, từ những cái lúc em ấy ở khoảng vùng vùng 5-6 đó, rồi sau đó đánh những cái nhịp đây và đến tại thời điểm này đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo đường đi, và dự kiến thì khả năng nhịp này AS sẽ đánh khoảng lên khoảng vùng 20 đẹp, 19.55 khoảng vùng 20. View thêm nhóm ảnh thép các anh chị nha, HPG biên 50 51, khả năng thép vẫn còn một nhịp kéo ở tuần tới, và kéo về vùng 54 55. Hoa sen ở trong tuần thì nó đã có một cái điểm test rất tốt ở 43.5, trong tuần thì cũng có dự kiến hai điểm test cho hoa sen, đó là 43.5 và 42, thì nó chỉ test về đây thôi và nó tiếp tục kéo. Thì đối với hoa sen ở trong nhịp này thì xu hướng là đã kéo được, đạt được đến 47.5. Và dự kiến nó sẽ có 45 45 mấy đi nhỉ, 45 7 à. Nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật quanh 45 7 đến khoảng vùng 46 46 hợp lý, hoặc là 46.5 đó, nói chung là khoảng quanh quanh cái biên này, trước khi mà nó có thể kéo về vùng 50. Nói chung dòng tiền đang đánh em này cũng tương đối mạnh, tức là nó hút lại dòng tiền đầu cơ, với dòng tiền đầu cơ thì nó sẽ kéo cổ phiếu đi, nó cũng xa xa thêm một tí. NKG thì các anh chị nhìn thấy cái vòng cung này đúng không ạ, cái hình hình mâm này, và NKG đã giao dịch rất là tốt. Tuần này thì đạt 45 trên, chính xác là 45.1 trên 45, đó là cái vùng mà dự kiến NKG có thể đi được. Và sau khi nó cán cái vùng này rồi thì cũng sẽ cần thêm một hai phiên giao dịch để đánh giá lại cái điểm neo ở quanh 45 trước khi mà có dự báo về cái xu hướng tiếp theo. NKG HSG TVN, TVN thì cũng rất là tuyệt vời, sau khi break vùng 14 thì nó kéo thôi, nó kéo kéo, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của TVN thì chúng ta tiếp tục nâng cái target của TVN lên vùng 20. VGS được phân tích cùng thời với TVN khuyến nghị cùng ngày luôn, và sau đó thì nó chạy tít mù lên đến đây, thì cái vùng này là cái vùng mà các anh chị lưu ý này, nó không thơm nữa rồi, vùng 37.5 đến vùng vùng 35 vùng 37 đây, nó không thơm nữa,
Và đây đang là những cái nhịp nó kéo như này thì rất lưu ý với những anh chị đang cầm thì chúng ta có thể chốt bớt. Pom 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 nhìn về kỹ thuật là đẹp, nó vẫn đóng cửa trên vùng 17 là đẹp. Xu hướng thì nó vẫn lình xình ở quanh 17 và sau đó thì nó có thể đánh lên vùng 18. Vừa thoát được vùng 18 thì em này sẽ kéo kéo nốt một nhịp cuối cùng lên khoảng vùng 19.5, vùng 20 và nôm na đây lại là kháng cự và chúng ta lưu ý. Đối với em POM, các anh chị có thể xem lại các cái bản tin tuần. Khi đó thì cũng có phân tích một cái nền hỗ trợ về mặt kỹ thuật của POM, đó là vùng 12.5 đến vùng 13.3 đây, và bắt đầu từ đây thì phân tích một sóng hồi của POM. Đó, bắt đầu từ đây thì phân tích sóng hồi của POM, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần ở khoảng ngày 26 tháng 7 các anh chị nhé. Đó, thì chúng ta đã dò tìm một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây và đây là những cái vùng mà các anh chị có thể canh mua, còn lên đến những cái vùng trên này thì đấy là cái vùng mà chúng ta canh bán. Đó, một cái vòng tuần hoàn như vậy chúng ta chú ý chúng ta nên làm. Nhóm ngành hóa chất thế nào các anh chị? Ba mã cổ phiếu hóa chất bây giờ thì bó tay rồi đó. DGC sau khi mà cán target tuần 120 bây giờ lên 140 rồi, nôm na 150 thì không có gì phải bàn cãi cả, 150 thì không có gì phải bàn cãi cả. Và đang nói vui với anh em là trong nhịp này có khi là lên tầm 180, 180 thậm chí là có thể là cổ phiếu này sẽ kéo lên khoảng vùng 200. CSV. CSV cũng như vậy. Chúng ta phân tích khá là sớm. Và đối với thời điểm hiện tại thì CSV cũng đã cán vùng giá mục tiêu 55. Sau khi cán 55 rồi thì nó cũng đang có những cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây. Đó, những cái điểm test kỹ thuật ở đây cũng tương đối là ok đó. 52.5. Những điểm test kỹ thuật của 52.5 không gãy thì 65 đến nơi. 65 tầm 65. Được, 65. Và nhóm ngành hóa chất thì nó liên quan đến dịch bệnh các anh chị nên là nó khá là tốt. LAS trong tuần cũng đã đạt target 20 nhưng mà phiên này là không giữ được này nên nó quay về thủ này. Cơ bản là biên 18 đến biên 20, còn sâu hơn thì LAS vẫn đang có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây khoảng quanh 17 tương đối ổn. LAS thì kém hơn so với lại cả hai con anh hai anh em đầu đàn nhưng mà nhìn chung thì nó cũng đã có một cái trend kỹ thuật tương đối là tốt rồi các anh chị. Tăng từ tận vùng 6 6 lên đến 20 rồi. Như vậy là cũng một cái trend rất là dài rồi. Ta view thêm nhóm nào nữa nhỉ? Cao su hay dệt may hay là thủy sản? Dệt may đi, VGT. Đối với VGT sau một cái nhịp tăng ở đây và chúng ta đang phân tích một sóng lên, hiện tại thì VGT đang có vùng kháng cự ở đây đó là vùng 22 đến vùng 23. Nhìn chung thì nó vẫn chưa thể vượt thoát được. Trong trường hợp nếu như VGT quay đầu giảm điểm vì chốt mạnh ở vùng 22 thì chúng ta cũng nên chốt bớt. TNG có khuyến nghị điểm mua break với mục tiêu có thể đánh về vùng 34 đến vùng 35. Và điểm đó thì nó ở vùng bãi, tức là sau khi nó test ở bãi không gãy thì chúng ta tham gia điểm mua break. Nôm na thì nói chung là nó cũng về khoảng vùng 34 35 thôi, chúng ta canh để chúng ta chốt. EVE. Ai chả, EVE trong tuần vừa qua đánh tương đối tốt sau khi mà em này chỉnh lại vùng 4.5 vùng 15 thì ba cây nến. Có hàng ở vùng sang tuần khoảng vùng 18 chốt được rồi. Phân tích thêm một mã cổ phiếu của nhóm ngành dệt
thủy sản các anh chị đi, thủy sản đi. Và chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta nói về thị trường chung. FMC thì xu hướng là đi về vùng 4955 đến vùng 50. Ở Vĩnh Hoàn như vậy là các anh chị chú ý nhá, Vĩnh Hoàn bắt đầu có dấu hiệu lắc ở vùng kháng cự 53.5, target tuần ở đây rồi. Ở trong trường hợp nếu như mà tuần tới mà em này bị mất cái vùng ở đây này. Bị mất khoảng vùng 51, lưu ý chốt. CMX một tuần gần như giao dịch đi ngang quanh vùng 3.5, nói chung cổ phiếu CMX thì cũng có nó rồi. Con này nó chỉ đánh một nhịp thôi. Còn những nhịp sau thì thôi, không vào. Nó sẽ lình trình và nó khó chịu lắm. ANV cơ bản là vẫn đi ngang quanh vùng 29, vùng 30 thôi. Quanh vùng 30 động lực như này thì cũng chưa thể bật lại được đâu. Và đối với ANV thì chúng ta phân tích rất thành công. Rất thành công, nhịp bên này cũng gần như là phân tích đạt đỉnh, nhịp này suýt soát đạt. Sau đó cái nhịp hồi kỹ thuật này cũng như vậy. Và đến như vậy là cũng là tuyệt đối rồi, gần như tuyệt đối. Còn đối với thời điểm hiện tại thì xu hướng nó vẫn còn đi ngang quanh vùng bãi. IDI, phân tích một sóng lên của IDI, nếu mà không nhầm thì sẽ là bắt đầu từ vùng 5.5 đến vùng 6. Và đang đưa target của IDI lên vùng 7.8. Trong tuần suýt soát bay qua 7.8. Và lực chốt hơi mạnh, nói chung là 7.8 là kháng cự mà, nên là lực chốt hơi mạnh nên là IDI lại quay về thủ 7 đến 7.15, tích lũy thêm. ASM song trùng với IDI và hiện tại thì đối với ASM là chúng ta đang chiến đấu. Chiến đấu rồi thì sau một nhịp đánh lên, target dự kiến của nó là vùng 18-18.5 nhưng bị lỗi hẹn, lên được đến đâu đó đây này, cây này lên được 17.6. 17.6 là bị đạp lại. Sau nhịp đạp đó thì đang tìm lại vùng hỗ trợ 15.5 đến vùng 16. Đây là cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Phiên này hơi tiếc một tí, nếu như em này hôm nay mà đánh vượt thoát vùng 16.5 thì cái cơ hội tuần tới là nó sẽ rõ nét hơn. Nhưng với cây nến như này thì tuần tới nó có khả năng nó vẫn còn có những cái điểm test kỹ thuật quanh 16. Lực cầu thì đang tương đối là ổn rồi. Và chúng ta sẽ chờ một cây nến breakout đánh vượt thoát vùng 16.5. Thì như vậy là xu hướng của ASM sẽ ok. Còn những cái mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị em có thể comment ở phần dưới bản tin. Cũng sẽ dành thời gian để chúng ta sẽ có một vài cái trao đổi. Quay trở lại về bản tin tuần thì vì sao mà mình có nói đến cái chỉ số Dow Jones ở trong cái thời điểm hiện tại thì mình sẽ lật lại một tí. Thì đấy là về ý gọi là về mặt yếu tố tạo lập các anh chị. Đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy này. Ví dụ như mình lấy một vài ba ví dụ thôi. Ngày 19 tháng 2 năm 2020 và Dow Jones bước vào một cái nhịp giảm rất là mạnh. Đó, thì chúng ta có thể xem lại thôi. Và mình sẽ lấy một cái ví dụ như này để các anh chị có thể nhìn lại thôi. Để chúng ta có một cái sự gọi là phân tích về mặt tương quan. Đó, thì bây giờ mình sẽ đánh một cái dấu đỏ đây. Ví dụ như đây, các anh chị. Đó, thì đây là Dow Jones bắt đầu bước vào một cái xu hướng sụp mạnh, đúng không? Và các anh chị sẽ soi lại bên biểu đồ của index của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ view nhỏ cái này lại thì chúng ta mới nhìn thấy được. Đó các anh chị, đây. Đó, thì tại thời điểm này Dow Jones bắt đầu sụp và index của chúng ta cũng đã có một cái trận đó, bay 275 điểm trong nhịp này. Theo vùng thống kê là như vậy, đúng không? Bay khoảng 275 điểm. Sau đó đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020, đó, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ tìm một cái sự tương đồng về mặt tạo lập. Rồi, đó, và sau đó thì đây, chúng ta thử xem cái nhịp này, ví dụ như đây, đó, nhịp này, đúng không? Đó, thì chúng ta lại soi lại index của chúng ta xem nào. À, nhịp này thì index của chúng ta không giảm. Đó, nhịp này thì không giảm.
ra xem cái nhịp này thế nào. Đó. Dow Jones giảm. Đó, đây. Đó, Dow Jones giảm thì index của chúng ta giảm. Đó, ví dụ như vậy. Ba nhịp gần gần đây nhất này hình như là cũng như vậy. Đó thì chúng ta thử soi ngược lại thôi. Bây giờ chúng ta lại soi ngược lại. Đó, để xem nào. Đây Dow Jones có giảm không? Đỏ đây thì chúng ta soi lại này. Đỏ đây. Dow Jones có rơi, rơi chậm nhưng mà index của chúng ta thì Dow Jones rơi trước và VN Index thì rơi sau. Như vậy thì chúng ta nói đến cái câu chuyện như vậy để chúng ta làm gì? Đó, để chúng ta làm gì? Thì thứ nhất là để chúng ta có một cái bước chuẩn bị nếu và thì. Tức là nếu trường hợp đó thì cũng có phân tích khá là kỹ về các cái mức độ có thể cho phép về mặt kỹ thuật của Dow Jones ở đây. Ở vùng 34.500 điểm đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là ok để chúng ta có thể kỳ vọng một cái tương lai nó tốt hơn trong trường hợp nếu như Dow Jones bị gãy vùng này. Sau đó nó gãy tiếp vùng 34 và đặc biệt là nó bị gãy vùng 33.5, ví dụ như vậy thì giả sử nhá, đấy là vùng giả sử. Giả sử như nó đi như vậy, nó đi một cái trang kỹ thuật như vậy. Đây. Thì chắc chắn rằng nó sẽ có những cái tác động rất lớn đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó. Vậy thì chúng ta trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta nên quan sát thêm những cái ý đồ tạo lập về mặt kỹ thuật của chỉ số Dow Jones 30 và chỉ số Dow Jones Future để chúng ta có thêm những cái phân tích định lượng về mặt kỹ thuật. Còn đối với nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta thì Hùng thấy rằng là trong cái thời điểm hiện tại chúng ta đã có một cái sự phối hợp khá là nhịp nhàng. Trong một cái thời điểm rất dài nhóm banh ngủ đông, đúng không các anh chị? Nhóm banh ngủ đông thì nhóm mid cap, nhóm la cap và nhóm trụ đã làm rất tốt cái vai trò của việc đó là giữ nhịp, giữ chỉ số và có những cái nhịp kéo cho thị trường. Ví dụ trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư thì trụ, đúng không ạ, trụ làm vai trò rất tốt và trong cái thời điểm đó là trụ kéo thôi, Man San kéo trần rồi Vinamilk PNG rồi MVWG đó thì trụ làm rất tốt những vai trò trong những cái thời điểm như vậy. Nó kết hợp với thời điểm hiện tại mình thấy rằng là nhóm ngành mid cap và nhóm ngành la cap nó vẫn, tức là nhóm la cap không nói nhưng nhóm mid cap chưa hề gọi là chưa xi nhê gì cả. Đó, vẫn cứ tăng, cứ cặm cụi tăng, nó chỉnh được 2 hôm nó lại tăng. Đó thì cái câu chuyện là nhóm ngành mid cap hiện tại đang khá là tốt này, nhóm ngành la cap thì nó có cái sự đan xen và nhìn chung thì nó đang kéo. Đó, những cái nhóm blue chip ví dụ như ở DigiWorld này bây giờ cũng kéo này đúng không? FPT rồi G. Đó, tất cả những cái mã cổ phiếu nó vừa vừa như vậy, vốn hóa vừa Novaland, đó nó kéo. Vậy thì cái nhóm la cap và hiện tại thì mình thấy rằng là sau một cái giai đoạn nền tảng tích lũy thì nó cơ bản tốt. Đó, rồi soi sang chúng ta có thể nhìn thấy rằng nhóm setup hiện tại bây giờ nó cũng đang phân hóa rất là sâu sắc và những cái mã cổ phiếu mà nó đang tăng thì nó cứ thế nó tăng. Đó, ví dụ và những cái nhóm cổ phiếu đang trên đà phục hồi, ví dụ như Shell đang trên đà phục hồi, ví dụ DG. Đó, những cái mã cổ phiếu đang tăng ví dụ như HPG, HTC, VPG, KDH đó. Đó thì nhóm ngành xây lắp cũng đang có những yếu tố tích cực, tức không phải là cả dòng nhưng ẩn đằng sau ở trong đó thì có những mã cổ phiếu rất là hay, nó vẫn tiếp tục tăng. Quay sang nhóm P thì có phân tích rồi đúng không? Các anh chị có thể nhìn thấy P rồi, P đã có một cái lực hồi phục tương đối tốt và những cái điểm dự chỉnh hay là những cái điểm tạo đáy, tạo nền đó, thì cũng đã có phân tích cực kỳ chi tiết rồi, các anh chị chỉ cần ghi chép lại thôi và chúng ta vận dụng vào những cái phân tích của các anh chị thì sẽ rất là ok. Và nhìn về góc độ tạo lập về thị trường, về góc độ tạo lập về thị trường thì đang khá là tốt. Chúng ta nhìn nhận ở trên cái góc độ của index trước, anh chị nhìn nhận trên góc độ của index trước. Chúng ta nhìn ở trên gọi là nến giờ thì nó hơi 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 khó nhìn. Tất nhiên là để mà nói cho các anh chị như thế nào để cho nó truyền đạt cho nó hết cái ý nhỉ? Rồi ok thì chúng ta view view nhỏ nhỏ lại thế này cũng được đó. Thì chúng ta thấy rằng 2 tuần vừa qua thì cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của index đó là vùng 1.335 điểm và sau đó là 1.330. Tuần trước thì nó có test về 1.330 và tuần này thì nó chỉ test về 1.335 thôi. Rất là ok. Và thứ hai nữa là thị trường của chúng ta lại đang công vận động ở cái vùng kháng cự
với một cái tiền đề, với một cái nội lực tốt, phải đánh giá là như vậy, vận động ở vùng kháng cự một cái nội lực tốt, và khi vận động ở vùng kháng cự một cái nội lực tốt thì cái cơ hội để thị trường đánh break nền kháng cự là rất cao. Đó, là rất cao. Tại thời điểm tuần này thì Hùng lại đang 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 nhìn nhận về một cái góc độ, và trong bản tin tuần thì chúng ta có ngắm đến vùng 1370 đến 1375, khả năng tuần này sẽ đạt được. Tức là tuần trước thì nó chưa đạt được nhưng tuần này nó sẽ đạt được. Còn trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì index của chúng ta lại có những cái điểm, nói chung là để mà kéo được nó cũng chưa phải kéo được ngay đâu. Đó, nói chung là vẫn phải test một phát nữa để kiểm tra sức khỏe ở khoảng đó. Thì đây là những cái điểm mà thị trường của chúng ta có thể quay lại test cung, và điểm đầu tiên nó là 1345, chắc chắn biên 1345 index sẽ test lại, nhưng khả năng sâu hơn là nó sẽ kiểm tra tiếp tục test lại vùng 1335 một lần nữa đó, trước khi mà nó dồn lực để nó kéo. Đối với index là như vậy. Đối với chỉ số VN30F1M thì sau cái đáo hạn hợp đồng phái sinh rồi thì chúng ta sẽ có một cái tuần giao dịch khả năng nó sẽ ổn định hơn. Về ý đồ của tạo lập về phái sinh hiện tại cũng đang đưa cho chúng ta một cái kỳ vọng, đang đưa cho chúng ta một cái kỳ vọng, đó là kỳ vọng gì? Đó là kỳ vọng đánh break nền. Đây, Hùng sẽ đưa đấy như thế này thì các anh chị nhìn nó sẽ dễ hơn này. Đó. Chúng ta sẽ nhìn nhìn ở trên góc độ kỹ thuật nến giờ của biểu đồ phái sinh anh chị. Đó thì sau một cái nhịp mà phái sinh xả rất là mạnh và nó có cái tín hiệu kỹ thuật ở đây thì sau 2 tuần, sau 2 tuần thì mình nhìn thấy được một cái điểm ở 1435 và 1430. Trong cái tuần vừa qua thì có tính toán 1435, sau đó thì 1430, nhưng 1430 không về nơi. Và nhìn ở trên góc độ nến giờ thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, cái kỳ vọng của chúng ta nó nằm ở đây, đó là vùng 1452. Ở đó thì phái sinh của chúng ta đang có những cơ hội rất lớn để có thể có một cái trend kỹ thuật ở đây. Như vậy thì sẽ nhìn, nếu như chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến giờ thì chúng ta sẽ nhìn được là à, như vậy nếu nó khỏe thì nó sẽ test về 1450. 1450 đó. Nó sẽ test về biên 1450 trước khi mà chúng ta kỳ vọng một một cái điểm đây, điểm đánh như này các anh chị. Đó. Đó 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 đó. Đó. Như vậy thì nhìn ở trên phái sinh thì các anh chị, trên biểu đồ nến giờ thì các anh chị có thể nhìn thấy ở một góc độ như này, đó là góc độ phân tích. Còn quay trở lại trên biểu đồ nến M5 đó, trên biểu đồ nến M5 thì đây các anh chị có thể nhìn ở đây, tức là trên góc độ kỹ thuật thì sẽ kỳ vọng là test về 1450 và sâu hơn. Sâu hơn thì nó đây về 1445 một đấy. Đây là hai cái mốc kỹ thuật hỗ trợ tuần test lại để chúng ta kỳ vọng một cái target nó lớn hơn ở vùng 1470 ở đây. Đó, 1470 là chúng ta nhìn nhìn ở trên 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 biểu đồ nến giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó dễ dàng hơn. Và nó cũng hoàn toàn tương tự đồng pha với chỉ số VN30. Chưa chạy ngay được đâu. Đáo hạn quý xong đó thì nó cũng sẽ phải có những cái điểm về 1450 và sâu sâu đẹp đẹp đó thì có thể về 443. 1443. 1443 đến 1445, đó là những cái điểm đây anh chị, đó chúng ta vẽ này. Đó thì đây là những cái điểm test kỹ thuật để chúng ta kỳ vọng nhịp này kéo về 1470, và nếu như các anh chị nhìn ở trên nến giờ đi xem nào. Đó. Thì những cái cơ hội vượt thoát của VN30 đến thời điểm hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy đây. Chúng ta nhìn thấy như này là cũng đang rất tốt các anh chị. 1450 đó. 145 152. Đó thì nôm na là như vậy. Như vậy là thị trường tuần tới thì kỳ vọng là sẽ test nhẹ nhàng và
hướng về những cái vùng mục tiêu cao hơn, đó là vùng 1470 của chỉ số VN 30 và phái sinh đối với chỉ số index. Đối với chỉ số index thì hướng về vùng 1370, đó là những cái kỳ vọng trong tuần mới của chúng ta. Và chúng ta sẽ có một cái tuần giao dịch mà theo ông nghĩ là sẽ là một cái tuần giao dịch về điểm số, với sự góp mặt của nhóm banh, nhóm chứng khoán, nhóm trụ P và gần như là đồng loạt tất cả các cái mã ngành khác ở trên những góc độ theo như Hùng Lê nhìn nhận đó là tích cực. Và để anh chị em chúng ta nhận thêm các cái thông tin phân tích về mặt thị trường cũng như về mặt cổ phiếu đó, thì chúng ta thì chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Các anh chị giao dịch ở công ty A, công ty B, công ty C thì các anh chị cũng sẽ mất phí, đúng không? Giao dịch thì ở VPS cũng như vậy, các anh chị cũng sẽ mất phí giao dịch. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ thừa hưởng lại một cái hệ sinh thái, thừa hưởng lại một cái nền tảng phân tích về mặt kỹ thuật. Thứ nhất đó là về thị trường chung. Đó, thứ hai là về các cái mã cổ phiếu, về các cái điểm hỗ trợ của các mã cổ phiếu để các anh chị có thể cân cân mua đong đếm, và trên những cái cơ sở phân tích của ông Lê thì các anh chị có thể phân tích thêm và đưa vào những cái quyết định của mình. Đương nhiên quyết định của nhà đầu tư là quyết định cuối cùng. Còn những phân tích của ông Lê đó nó chỉ mang những cái tính chất tham khảo đó, và nó giúp cho các anh chị em của chúng ta tối ưu hơn trong cái việc mua và bán cổ phiếu. Rồi, bản tin tuần đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các bản điểm tin tiếp theo.